Ok, hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì có lẽ các bạn đang xem cái video này bởi vì cái tiêu đề là tìm ra thuật toán của YouTube đúng không? Thì ok, hôm nay thì mình sẽ dành nguyên một cái video để nói về thuật toán của YouTube nha. Thì sau thời gian tìm kiếm thì mình đã tìm ra được thuật toán chính của YouTube. Thì bạn hãy xem hết cái video này. Và trước tiên các bạn hãy cho mình một like, một subscribe để mình có thêm động lực làm thêm nhiều cái video hay nữa nha. Ok, giờ mình sẽ nói về cái thuật toán của YouTube. Thuật toán của YouTube là gì? Nó đúng hơn là thuật toán đề xuất của YouTube. Đó, thì thuật toán đề xuất của YouTube là nó sẽ đề xuất mấy cái video đánh người xem nhé bạn. Khi mà nó đề xuất đánh người xem thì người xem họ ấn vô thì nó sẽ hiện được view. Ví dụ như cái video này hiện với tất cả các bạn thì nó đã được đề xuất với tất cả các bạn rồi. Đó, thì khi bạn ấn vô xem thì nó sẽ được tính là một lượt view của YouTube nha. Đó là video đề xuất. Còn bây giờ nói tới thuật toán làm sao để cái video được đề xuất thì giờ mình sẽ nói luôn. Thì khoảng mấy năm trước thì MrBeast, YouTuber số 1 thế giới các bạn, đã tìm ra được thuật toán của YouTube. Đó, anh đã tuyên bố là anh tìm ra được thuật toán của YouTube. Như là khi mà mình đăng video càng dài ấy thì YouTube nó sẽ đẩy mạnh cái video đó, nó đề xuất với tất cả rất rất nhiều người xem. Đó, khi đó mà anh ta đã đăng rất là nhiều cái video dài luôn, mười mấy tiếng có, cực kỳ dài luôn, và mấy video đó thu hút được hàng chục triệu lượt xem. Nhưng mà thuật toán của YouTube thì nó không có đứng im chỗ bạn ơi, nó cứ sai chuyển mới rồi. Và cái thuật toán mà anh ta tìm ra đó bây giờ nó cũng thấy rồi, kiểu nó sẽ thay đổi liên tục. Thì mình đã tìm hiểu trên Google này, YouTube, ChatGPT thì mình đã tìm tất cả các mọi thứ rồi. Thì mình không thấy cái thuật toán nào mà nó uy tín, nó chất lượng nhất hết. Thì sau khoảng những cái video gần đây thì mình cảm thấy được thuật toán của YouTube đó là nhà vào tiêu đề này. Giống như các bạn đang xem cái video này là nhà vào tiêu đề này, thumbnail là ảnh đại diện. Đó, khi mà mình làm cái thumbnail cần đẹp là cái ảnh đại diện của cái video đó bạn, thì mấy bạn sẽ thấy thú vị rồi các bạn ấn vô nó xem. Và đặc biệt là cái tiêu đề của video, khi mà tiêu đề nó cần thu hút hấp dẫn nha, thì các bạn sẽ cần hứng thú hút ấn vô xem nhiều hơn. Còn có một số cái thuật toán xung quanh nó là giống như là kiểu comment, like, số lượt thích, số lượt đăng ký kênh đó, và thời điểm đăng video. Giống như là các bạn đăng video khoảng, thường thường là mình sẽ đăng video khoảng 11 giờ đến 12 giờ trưa hoặc là 7 đến 8 giờ tối. Cái thời gian đó là dễ tiếp cận người xem nhé các bạn ơi. Thì YouTube nó quy định ấy, trong khoảng thời gian nào mà cái kênh, cái video nó phát triển ấy, thì trong khoảng thời gian sau, khoảng 4-5 tiếng sau thì nó sẽ có thể vượt lên mấy chục nghìn người xem, thậm chí là nó trở nên viral nhất YouTube luôn. Đó là một cái tiêu chí mà làm nên cái thuật toán của YouTube nữa, đó chính là tỷ lệ giữ chân người xem nha. Tỷ lệ giữ chân người xem mà cần dài thì xảy ra cái video nó rất là hay. Đó, thì các bạn xem ngoài không chán, các bạn xem hết cái video không tua, không cắt giải đấy, thì xảy ra cái video đó rất là hay. Cho nên là YouTube nó sẽ thấy vậy, à những video này hay thì nó sẽ đề xuất lại cho những người mới, những người khác. Thì cần sau một thời gian mình làm thì mình cũng đã ráng tìm ra thuật toán của YouTube. Đó, khi mà mình làm, khi mà mình đăng video lên nó không đề xuất nha, thì mình sẽ lâu lâu mình sẽ xóa, mình sẽ đăng vào cái khung giờ khác. Ví dụ hôm nay mình đăng lúc 11 giờ mà nó không đề xuất, không có lượt xem gì hết, mình sẽ xóa, mình tối nay mình sẽ đăng lại. Nhưng mà 8 giờ tối mình sẽ đăng. Đăng nói chuyện là trời mưa rồi, ở ngoài đang ẩu xíu. Những cái việc như vậy nó có thể lát được cái đề xuất của YouTube ấy bạn. Khi mà kênh các bạn mắc đề xuất rồi mà các bạn cứ đăng vào một khung giờ biết, giống như đăng vào 11 giờ trưa biết là nó sẽ mắc đề xuất luôn, không có ai xem luôn. Cho nên là khi mà mắc đề xuất ấy thì mình thường thường mình sẽ đổi khung giờ, mình sẽ 8 giờ tối mình đăng chứ mình không có đăng 11 giờ trưa nữa. Đó, thì lâu lâu mình cũng cảm thấy nó được cải thiện lực view các bạn ơi. Nhưng mà cái đó vẫn chưa là thuộc toán chính thức của YouTube. Bây giờ một số cái mà để cho nó đề xuất nữa, giống như là kênh mình đăng mắc đề xuất thì mình thường thường mình đăng cái video đấy, đăng video lên YouTube thì mình sẽ để ở chế độ công khai nhé bạn. Công khai là tất cả mọi người đều thấy. Nhưng mà khi mà nó mắc đề xuất kênh rồi đấy thì mình trước tiên mình sẽ đăng lên YouTube, mình sẽ để chế độ không công khai. Sau một vài tiếng mình sẽ để chế độ công khai. Không công khai là chỉ có mình xem và những người họ có đường link của mình họ có thể xem thôi, còn mọi người thì không ai xem hết. Sau một vài tiếng mình đăng lên đó thì mình cũng cảm thấy nó được cải thiện một chút thôi bạn ơi, kiểu nó không cái nhiều lượt view cho lắm. Và khi quyết định nói về cái vấn đề này thì mình cũng đã suy nghĩ rất là nhiều luôn bạn ơi, không biết là sẽ đặt cái tiêu đề như thế nào này, làm cái thumbnail như thế nào. Khi mà mình đặt cái tiêu đề như vậy thì mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn sẽ ấn vô xem ấy. Do nhiều bạn cũng
kiểu rất là quan tâm đến cái chủ đề thuật toán của YouTube ấy. Khi mà mình tìm ra thuật toán của YouTube là có thể mình nắm bắt được nguyên cả YouTube luôn các bạn ơi. Đó giống như MrBeast các bạn. Đó, anh tìm ra được thuật toán của YouTube, bây giờ tất cả các video của anh ấy, video nào cũng tầm 100 triệu view ấy. Đó, rất là đỉnh luôn. Khi mà mình nghĩ ra được cái tiêu đề với cái ý tưởng của video này thì mình đã làm luôn nha. Làm luôn, mới đi học về mình làm luôn. Đó, để xem thử là mình thử nghiệm, đây cũng là một cái video thử nghiệm thử xem ở YouTube nó có đề xuất đánh với tất cả mọi người không. Đó, mình nghĩ nó sẽ đề xuất ấy. Đó, với cái tiêu đề với cái thumbnail. Đó, hai cái quan trọng nhất là tiêu đề và thumbnail nha các bạn. Còn cái quan trọng thứ ba nữa đó chính là thời gian mà mình đăng ấy. Bây giờ mình đã chuyển qua đăng vào buổi tối rồi, cho các bạn thường thường ban ngày các bạn đi học. Thì cái thời gian mà nó tiếp cận đấy với người xem thì nó không có được nhiều. Cho nên là mình đăng vào buổi tối thì nó sẽ tiếp cận người xem nhiều hơn. Và YouTube nó sẽ đề xuất nhiều hơn nữa. Đó, kiểu vậy các bạn ơi. Thì để xây một cái kênh YouTube lớn mạnh thì không phải chỉ nhờ vào cái video hay hay là mình làm content sạch gì đó, đó mà cần nhờ vào mấy cái thuật toán của YouTube nữa. Bởi vì lâu lâu mình làm YouTube thì mình sẽ có những cái cột mốc mà tuột view ấy. Đó, đó là nhờ cái thuật toán của YouTube nó sẽ kéo lại. Khi mà những cái người YouTuber lớn họ làm lâu rồi thì họ sẽ hiểu cái thuật toán của YouTube như thế nào. Đó, thì mình sẽ chia sẻ với bạn như thế thôi. Thì đây cũng là một cái video test thử để mình xem thử mình đã tìm ra được cái thuật toán thực sự của YouTube chưa. Thật sự tìm ra quá là khó khăn luôn. Thì ok, bây giờ mình sẽ ngồi học bài edit video thử bạn ơi. Đó, thì video nói về thuật toán YouTube đến đây là kết thúc. Đó, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với chương mục edit video. Đây, bây giờ mình sẽ vào ứng dụng CapCut nha. Đây là ứng dụng edit video miễn phí trên máy tính. Đó, bởi vì cái này nó không có phí bạn ơi. Cái này đó. Rồi, bây giờ mình mà muốn mở một cái tab mới, ấn vào dấu cộng nè. Rồi, tiếp tục ấn vào dấu cộng. Đây là cái thử thách ăn đêm ở Sài Gòn, các bạn chưa coi thì bạn hãy ấn vào coi nha. Rồi, đây là một cái video mình đã edit xong hết rồi bạn ơi. Khoảng 26 phút. Trời. Gì 26 phút vậy? Không. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi mình edit thôi.